Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn là đây là nghệ nhân đang cầm nhá. Một bức hoành, à đây là bức câu đối. Sau cái lớp cầm này thì mình sẽ làm gì anh nhỉ? Là thêu vàng ạ. Vâng ạ. Đây mình đang làm bằng sơn ta đúng không anh? Đây là bức hoành phi này. Bức hoành phi cũng đang chuẩn bị sẽ làm cái lớp cầm. Đây là một bộ của khách hàng đặt đơn đến 16 này lấy này. Hoành phi câu đối. Quý vị và các bạn có nhu cầu làm hoành phi câu đối, đại tự, cửa võng, cuốn thư thì liên hệ đến số điện thoại chạy tít trên bài đăng cho đồ thờ Đức Hiệp nhé.